Chiều ngày 19 tháng 4, Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 đã tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ban ngành và các đơn vị trực thuộc thành đoàn tham dự với chủ đề thanh niên cần thơ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tháng thanh niên, tháng 3 năm 2024, các cấp bộ đoàn đã thực hiện 1.810 công trình phần diệt thanh niên với tổng trị giá hơn 19 tỷ đồng. Tuổi trẻ thành phố triển khai ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị. Có 47 đoàn cơ sở các phường thị trấn tổ chức 140 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị. 100% quận quyện đoàn và tương đương đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh và tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. 100% đoàn cấp xã có nhất một hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới nữa

Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Nguyễn thực hiện biểu dương kết quả đạt được của tuổi trẻ thành phố, đồng thời đề nghị các cấp bộ đoàn kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong tháng thanh niên, tiếp tục triển khai các công trình phần diệt trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sắp tới, tăng cường xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với thành đoàn thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chia sẻ hỗ trợ nguồn lực cho các cấp bộ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ. Dịp này có 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tháng thanh niên được Chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố tặng bằng khen 11 tập thể và chính cá nhân được bằng khen của thành đoàn Cần Thơ.